Rồi chào bà con cô bác ha. Buổi sáng chúc bà con cô bác cho cô bác nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và hôm nay Minh Bụi sẽ tiếp tục và giới thiệu bà con cô bác đó, từ đường Đồng Khởi chợ chùa đến đường Phan Đình Phùng chợ Lạc Hồng đó. Và đây là đường Đồng Khởi, phường Phú Tân, Bến Tre nha các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi đến chợ Lạc Hồng, đường Phan Đình Phùng. Đó. Đây là toàn bộ quang cảnh trên đường Đồng Khởi, thành phố Bến Tre. Phố Bến Tre bây giờ phát triển rất là nhiều các bạn, rất là đẹp luôn đó, sự mua bán cũng như đường xá rồi. Cái cách hoạt động sinh sống của bà con cũng rất là sinh động luôn các bạn đó, đường rất là đẹp luôn, thành phố Bến Tre. Bên đường bà con mua bán cũng rất là sầm uất luôn. Mình rẽ phải là mình sẽ đi về Mỏ Cày các bạn. Rẽ phải sẽ đi về Mỏ Cày. Còn mình sẽ đi thẳng luôn đó, là xuống chợ Lạc Hồng, đường Phan Đình Phùng. Cái bên đây có cái ngôi chùa đó các bạn. Chùa Pháp Tâm, Pháp Tam. Đây là cái dọc xây các bạn, rất là đẹp luôn. Đó là hiện tại chúng ta đang di chuyển trên đại lộ Đồng Khởi các bạn. Ở đây tới đây là đường Phú Khương,
thành phố Bến Tre, đại lộ Đồng Khởi, đường Phú Khương. Đường Phan Đình Phùng đó. Bây giờ quẹo qua đây là bị cấm các bạn. Bây giờ chúng ta đi đánh một vòng lại mới được. Đó, đánh một vòng cái công viên đây là cái công viên Đàn Hồng, thành phố Bến Tre. Chúng ta sẽ đánh một vòng cái công viên này vào quay qua đường Phan Đình Phùng, đi tới chợ Lạc Hồng và sẽ tìm một cái sạp cô Diễm giúp cho các bạn, bạn tên gì mình quên rồi, bạn ở nước nào bên nước ngoài á, nhờ mình quay giùm cái sạp cô Diễm, đặc biệt là cái sạp cô Diễm. Lại đó mình kiếm giúp cho bạn ấy. Bạn ấy nhờ cũng lâu rồi các bạn, hôm nay mới có dịp xuống Bến Tre đó, nên mình ghi hình lại đó. Rất vui được giúp cho bạn ấy đó. Đây là cái công viên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đây là cái đường Trần Quốc Tuấn, bây giờ chúng ta sẽ rẽ vào đường Phan Đình Phùng các bạn. Đó. Đường Phan Đình Phùng. Đó. Rồi bạn gì đó ơi, đây là đường Phan Đình Phùng nè nha. Đó là chợ Lạc Hồng, đường Phan Đình Phùng. Rồi để mình tìm xem cái sạp cô Diễm nha. Đó. Toàn bộ đây là đường Phan Đình Phùng. Cái chợ Bà Mụ này hôm bữa mình có quay rồi các bạn. Đó, bây giờ mình chỉ đi chạy vòng vòng bên ngoài thôi. Chợ Bà Mụ hay còn gọi là chợ Lạc Hồng đó các bạn. Đây là toàn bộ quang cảnh đường Phan Đình Phùng. Sập cô Diễm ở đâu mình không thấy các bạn.
thấy sập cô Diễm. Chị, cho em hỏi cái sập cô Diễm nằm chỗ nào chị? Sập cô tên Diễm á. Nó nằm ở đây không? Sập cô đây là được đó. Sập cô ngay đó đó hả? Ừ, dạ, để em quay lại đó em hỏi thử. Cảm ơn chị nha. Chị biết cái sập cô Diễm nằm chỗ nào không chị? Ngay chỗ cái à, nghỉ rồi hả? À, đây là bạn, đây là cái sập cô Diễm đây phải không em? Ở bữa nay nghỉ rồi bạn ơi. Đó, mình đi kiếm giúp bạn mà giờ này bữa nay nghỉ xuôi bị nghỉ rồi. Diễm này là có bà con Việt Kiều Mỹ phải không? Nhờ quay giùm mà bây giờ nghỉ rồi. Rồi từ đường mình cũng đã đi xong nha bạn, từ đường Đồng Khởi đến đường Phan Đình Phùng, và đây là cái sập cô Diễm nè. Nhà ở đây luôn hả chị? Đó, sập cô Diễm bán ở đây nè bạn. Rồi, ở đây là toàn cảnh chợ Lạc Hồng. Rồi mình cũng xin kết thúc video luôn nha. Chúc cả nhà, chúc bà con cô bác được nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.